Miss Universe 2022 cho phép Ngọc Châu sử dụng đặc quyền, nhưng vẫn bị nhiều thế lực ngăn cản đăng quang. Chỉ còn hơn một tháng nữa, đại diện Việt Nam sẽ tham gia Miss Universe 2022 tại Mỹ. Ngọc Châu hiện tại đang trong giai đoạn ráo riết tập luyện, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết để chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, gần đây cô đã công bố với truyền thông rằng cô có khả năng sẽ sử dụng phiên dịch để trả lời ứng xử nếu được lọt vào top 7 chung cuộc ở Miss Universe 2022. Giải thích về quyết định của mình, Ngọc Châu cho biết, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, không phải là ngôn ngữ mà mình giỏi nhất, nên mình mong muốn trong thời khắc đó sẽ hiểu câu hỏi một cách tường tận nhất. Nếu như câu hỏi nằm trong khả năng của mình, thì chắc chắn Châu sẽ tự trả lời được thôi. Châu thấy đây cũng là giải pháp được nhiều hoa hậu đại diện của các quốc gia khác đã áp dụng trong phần trả lời ứng xử trên sân khấu. Tuyên bố của Ngọc Châu đã khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi. Ở chương trình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, rõ ràng ban tổ chức rất chú trọng vào kỹ năng ngoại ngữ, yếu tố mà nhiều người đẹp Việt cần phải cải thiện. Xuyên suốt các tập phát sóng, dàn mỹ nhân đã phải đối mặt với nhiều đề bài khó từ ban tổ chức, đa phần đều là lập luận hùng biện bằng tiếng Anh. Ngọc Châu cũng đã thể hiện rất tốt trong chương trình. Việc lên ngôi vị cao nhất mà không gây tranh cãi trên mạng xã hội, chứng tỏ khả năng của người đẹp đã thuyết phục được khán giả. Chính vì thế, quyết định sử dụng phiên dịch của Ngọc Châu đã khiến một bộ phận khán giả thất vọng, lo lắng đại diện Việt Nam sẽ không thể lọt top cao. Trên thực tế, có không ít đại diện Việt Nam sử dụng phiên dịch khi chinh chiến tại đấu trường quốc tế, nhưng vẫn tạo ra kỳ tích. Điển hình, Hương Giang vẫn đăng quang ngôi vị cao nhất ở Miss International Queen 2018, dù trả lời ứng xử bằng tiếng Việt, rồi nhờ sự giúp đỡ của thông dịch viên. Hay Hờ Hanie vẫn là minh lịch sử đáng tự hào cho Việt Nam, với thành tích top 5 chung cuộc tại Miss Universe 4 năm trước, dù nhờ phiên dịch ở vòng ứng xử cuối cùng. Tuy nhiên, thực tế thì kết quả của người đẹp ED năm đó vẫn khiến không ít người hâm mộ sắc đẹp tiếc nuối. Nguyên do là phiên dịch viên do ban tổ chức Miss Universe 2018 chỉ định là một người gốc Việt nên đã chưa thể diễn giải tròn ý các cụm từ khó trong câu hỏi và có phần lúng túng khi dịch lại câu trả lời của Hờ Hanie bằng tiếng Anh. Không thể phủ nhận, có phiên dịch viên đồng nghĩa với việc thí sinh có được lợi thế để suy nghĩ tốt hơn về câu hỏi và chọn cách truyền đạt trôi chảy hơn. Song việc phụ thuộc vào phiên dịch, ít nhiều sẽ xảy ra rủi ro, khiến thí sinh không hoàn toàn làm chủ được những gì mình muốn truyền đạt. Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới. Mỗi năm, các quốc gia đều cử những chiến binh mạnh nhất tranh tài tại đấu trường sắc đẹp này. Theo đó, 81 thí sinh tham gia được lộ diện và đã có những cái tên được fan sắc đẹp đánh giá là đối thủ nặng ký của Ngọc Châu tại mùa giải năm nay. Đại diện Tây Ban Nha, Alisa Pobel. Alisa sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc ấn tượng, nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Valenciano và thông thạo tiếng Tagalog. Cô đến Miss Universe 2022 với mong muốn khuếch đại tiếng nói của bản thân, nói riêng và phụ nữ trên toàn thế giới nói chung trong việc nâng cao nhận thức về chứng rối loạn ăn uống. Victoria Abanasenko, năm nay 26 tuổi, đã nhận bằng thạc sĩ về công tác xã hội tại Đại học Quốc gia Taras Shevchenko ở Kiev. Cô đã nghiên cứu về chủ đề bạo lực gia đình trong suốt 6 năm và được bổ nhiệm là đại sứ hòa bình của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc về Ukraine và hỗ trợ dự án trợ giúp tâm thần của họ nhằm cung cấp trợ giúp tâm lý chuyên nghiệp miễn phí cho các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine. Đại diện Guatemala, Ivana Bachelor. Ivana Bachelor là sinh viên truyền thông năm thứ 3, từng đạt giải Á hậu 2 tại Miss Trend International 2020. Cô thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, hiện tại làm công việc dịch thuật liên quan đến hai thứ tiếng này. Người đẹp Guatemala đồng sáng lập IB Model Agency, đơn vị quản lý và đào tạo người mẫu. Đại diện Chris Britton, Noki Simbadi. Noki Simbadi có bằng thạc sĩ kỹ thuật hóa học tại một trong những học viện hàng đầu ở Vương quốc Anh. Cô hướng đến việc trao quyền cho phụ nữ để họ phát huy hết tiềm năng trong sự nghiệp. Chính vì thế, người đẹp sinh năm 1997 đã ra mắt một nền tảng tôn vinh thành tích của các nữ lãnh đạo và khuyến khích những người khác tiếp bước họ. Đại diện Chile, Sofia de Basir. Sofia de Basir, năm nay 24 tuổi, sinh ra ở Chile. Năm lên 10, bố mẹ ly hôn và cô cùng mẹ chuyển đến Hoa Kỳ sinh sống. Do khác biệt văn hóa với địa phương, nên gia đình cô bị phân biệt đối xử, bắt nạt và phân biệt chủng tộc. Chính vì lẽ đó, cô đã tạo ra dự án Vũ trụ không biên giới, cung cấp các công cụ cần thiết cho trẻ em và thanh thiếu niên cần được hướng dẫn sau khi chuyển đến một quốc gia mới.